Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Toyota of Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức về công nghệ được phát sóng vào mỗi ngày thứ năm quý vị nhé, vào mỗi ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều cho tới 6 giờ rưỡi chiều trên băng tần 57.7, tức là 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi tối theo giờ của các tiểu bang miền Đông của Hoa Kỳ. Hoặc là những quý vị khán thính giả nào muốn xem lại chương trình cũng giống như là xem trực tiếp chương trình này thì quý vị có thể lên trên trang mạng của đài là leadersaigontv.com, hoặc là quý vị có thể vào Facebook livestream có tên là Huỳnh Anh Tuấn, Facebook của Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những gì đã diễn ra trong thế giới công nghệ trong tuần vừa qua. Quý vị cũng đã nhớ lại đúng 7 ngày trước đây, đúng vào giờ này 7 ngày trước đây thì ngay tại Las Vegas đã diễn ra một trong những hội chợ triển lãm về đồ tiêu dùng công nghệ thế giới lớn nhất chưa bao giờ có, và những cái tin tức cũng cho biết là đã có tới hàng ngàn những cái sản phẩm công nghệ mới ra. Những ai yêu thích công nghệ đều biết rằng trong triển lãm công nghệ năm 2017 CES có tên là Consumer Electronics Show đó, thì chỉ cần chúng ta đến trong hội chợ triển lãm này thì chúng ta sẽ biết được nguyên 365 ngày còn lại thế giới công nghệ sẽ như thế nào, thịnh hành như thế nào, và cái trend, tức là cái độ là những cái sản phẩm mới sẽ đi theo cái xu hướng nào trong thời gian sắp tới. Nhưng trước hết chúng ta cũng cần phải nói là thời tiết ở ngay tại California đã làm cho tất cả những người dân, kể cả chúng ta phải nhiều lúc đi làm đó, thì phải lầy lội mưa rồi bùn đất. Và những cái sự bùn đất này không chỉ ảnh hưởng tới những người dân California mà cũng ảnh hưởng tới một trong những công trình vĩ đại của Apple, thưa quý vị. Apple Campus, đây là trụ sở trung tâm chính đầu não của Apple trong vài năm sắp tới đây. Họ đã chi tới 5 tỷ đô la để xây một trong những đầu não trung tâm của một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nhiều lượng mưa rất lớn đã đổ vào California trong những ngày tháng vừa qua đã gây ra một cái tình trạng rất là tệ hại. Theo đó thì xung quanh và kể cả bên trong tất cả những cái khu phức hợp của Apple Campus này đã bị nước và bùn làm cho bầy nhầy hết tất cả, quý vị có thể thấy. Mặc dù công trình này có thể nói là đã xong những cái sườn ở bên ngoài, tức là framing, những cái tấm solar, và những cái tấm solar này đã hoàn thành được 65% rồi. Tuy nhiên thì cái phần mà những cái phần bê tông ở bên ngoài và cũng giống như là mặt đường đó thì họ vẫn chưa đưa ra hết và xong toàn bộ. Mặc dù vậy, những cái gọi là nước và bùn lầy đã làm cho rất nhiều những cái công nhân người ta làm việc ở đây khá là bực dọc, tại vì tất cả hệ thống máy móc và bùn lầy đã nhấn chìm, nói là gần như là nhấn chìm, một số máy móc đã bị hỏng và không thể hoàn thành cho đúng tiến độ được. Và như vậy chúng ta thấy mưa lũ thời tiết cũng đã ảnh hưởng tới những gì đang diễn ra. Đây là những cái thước phim được quay bởi nhà nhiếp ảnh gia dùng những chiếc máy bay drone, tức là những chiếc máy bay không người lái, nhiếp ảnh gia tên là Matthew Robert. Lên trên trang YouTube của anh đó, thì chúng ta thấy được rất nhiều những hình ảnh mà anh đã dành rất nhiều thời gian để quay lại từng bước, từng ngày công trình lịch sử vĩ đại của Apple hoàn thành như thế nào. Dự kiến đến năm 2018, Apple sẽ giới thiệu với tất cả công chúng về khu phức hợp này, và đây sẽ là đầu não của công ty có giá trị tới cả hàng trăm tỷ đô la. Trong khi đó thì tin tức về công nghệ vào lĩnh vực xe hơi trong những ngày tháng vừa qua, người ta chú ý tới chuyện mà hãng xe Volkswagen và cũng giống như là Ford đã
công bố là họ sẽ hợp tác với Amazon. Thật kỳ lạ nếu như hãng xe lại hợp tác với hãng về buôn bán lẻ, nhưng họ sẽ không hợp tác về những cái lãnh hạng buôn bán lẻ, mà họ sẽ hợp tác về lĩnh vực coi như là trí tuệ thông minh. Một danh từ mà quý vị đã nghe Tuấn nói cách đây không lâu. Theo đó thì Volkswagen và Ford sẽ đưa hệ thống trí tuệ nhân tạo Alexa do Amazon tạo nên đi vào hệ thống xe của họ. Và bây giờ sẽ không còn những chiếc nút điều khiển trên những chiếc xe này nữa. Thay vào đó, con người sẽ dùng giọng nói để mà điều khiển toàn bộ hoạt động của chiếc xe, từ chuyện gạt kính chiếu nước cho tới chuyện quẹo trái quẹo phải, và thậm chí là những cái chuyện về đường chỉ đường và tắt bật đèn, đóng cửa gara. Quý vị có thể tưởng tượng khi mà quý vị chuẩn bị về nhà đó, quý vị chỉ cần nói chuyện là tôi chuẩn bị về nhà, hãy bật cửa gara của tôi lên, thì ngay lập tức chiếc xe sẽ kết nối với hệ thống trong nhà của quý vị để mà bật cửa gara lên trước khi mà quý vị có mặt ở nhà. Có nghĩa là quý vị không cần động tay động chân nữa. Thậm chí đây đó có thể giúp quý vị có được cái cơ hội mà không cầm nắm thiết bị nào trên tay cả. Như quý vị biết, luật California bắt đầu từ ngày 1 Tây Tháng Giêng, quý vị không được cầm nắm bất kỳ những cái thiết bị điện tử, phone hay là hệ thống định vị toàn cầu trên tay. Cảnh sát mà thấy được, ngay lập tức quý vị sẽ được nhận ngay một ticket. Và đó là lý do. Được biết là ứng dụng này sẽ được giới thiệu vào năm 2018. Tin tức này được đưa ra ngay tại hội chợ triển lãm CES năm 2017 vừa qua, với những cái sản phẩm mà Ford và Volkswagen hy vọng là không những họ kết nối trên 20 triệu chiếc xe đều được xuất xưởng, sẽ được xuất xưởng vào năm 2018, mà cũng sẽ được công nghệ này sẽ có mặt trên tất cả những loại xe khác trên toàn thế giới. Và như quý vị cũng đã biết, hãng xe Toyota trong cái hội chợ triển lãm năm 2017 vừa rồi đó, thì họ cũng đã đưa ra một trong những cái sản phẩm công nghệ mà làm rất nhiều người khá là thú vị. Xin mời với chúng tôi đến với concept AI của hãng xe Toyota. Mẫu xe concept AI mà Toyota mang tới triển lãm lần này cho chúng ta thấy tầm nhìn của hãng xe Toyota và tương lai công nghệ của xe hơi. Một chiếc xe hơi với công nghệ thông minh nhân tạo, trí tuệ thông minh nhân tạo, thưa quý vị. Phần trình diễn này không có tiết lộ đặc tính kỹ thuật của chiếc xe hơi, mà lại tập trung vào trí tuệ thông minh nhân tạo và cách mà hãng xe Toyota nói là họ sẽ sử dụng nó trong ngành công nghiệp xe hơi. Khi đã được trang bị trí tuệ nhân tạo thì chiếc xe hơi này sẽ mang những tính cách giống như con người và trở thành một thành viên trong gia đình. Những hệ thống điện toán cùng với cảm biến trên camera gắn trên xe sẽ nghiên cứu những cái tập tính của người chủ chiếc xe, từ hình dáng bên ngoài, cao, ốm, mập, gầy như thế nào, để điều chỉnh những cái ghế xe tự khắc mà không cần phải đụng tới bàn tay của con người. Ngoài ra, nó còn nhận biết được những cảm xúc vui buồn của con người, tâm trạng cho đến cử chỉ, điệu bộ của người cầm lái lúc đó ra sao, để có thể đưa ra những lời gợi ý, ví dụ như bản nhạc mà quý vị muốn nghe, cái con đường mà quý vị muốn đi, hoặc là gợi ý được cái câu chuyện của ngày hôm đó. Trên cơ sở những dữ liệu mà chiếc xe hơi này thu thập được đó, thì chiếc xe hơi sẽ cho phép xây dựng một cái cách hành xử đối với lái xe và hành khách. Chiếc xe sẽ tự học được cách nói chuyện với chúng ta, chào đón chúng ta, đưa ra những cái lời khuyên, hay thậm chí là khi mà chúng ta đi chợ đó, thì concept AI có thể đưa ra những gợi ý hôm nay ăn gì, thời tiết ra sao, kẹt xe như thế nào, nên đi đường nào và nên đi như thế nào trong ngày hôm nay. Ban đầu đó, khi nhìn những cái kiểu dáng của chiếc xe thì chúng ta có thể thấy đây là một chiếc xe của tương lai, khi toàn bộ cảm biến ở trên xe, trong và ngoài xe đã được tối ưu hóa thành nó giống như là một cái cỗ máy của một người ngoài hành tinh vậy đó.
kể cả những cái trim đó, tức là cái gọi là cái vành xe đó, thì cũng đã được tối ưu một cách nhìn rất là đẹp, với tông chủ đạo là màu trắng đen và một chút xíu màu xanh da trời đậm, tượng trưng cho cái sự công nghệ, một cái tương lai. Thì hãng xe Toyota thực sự đã đem lại một cái kết quả rất là khả ái cho tất cả mọi người. Đây là bên trong của chiếc xe thưa quý vị. Cái bánh lái của chiếc xe đó, người ta không làm bánh lái tròn nữa, mà người ta làm giống như là một cái cỗ máy không gian vậy đó. Chiếc xe này chở được 4 người và chở được một cái con số tối đa lên tới mức coi như là không thể nào mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Và toàn bộ hệ thống capo và cabin ở trong xe đều được trang bị cảm biến touch screen. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả trong phần 2 của chương trình tin tức về công nghệ, và chúng ta sẽ đến được những cái tin tức công nghệ mới nhất trong tuần vừa qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi.